Chào các bạn. Trong tập podcast trước, chúng ta đã cùng khám phá cõi cực lạc của Phật A Di Đà, một thế giới hoàn hảo, nơi sự tu hành và niệm Phật có thể dẫn đến sự giải thoát và an lạc vô biên. Chúng ta đã tìm hiểu về ba bậc và chín phẩm của cõi cực lạc, điều kiện để được sinh về đó và cách tu tập để đạt được mục tiêu này. Nhưng liệu ngoài cõi cực lạc, có những cõi tịnh độ nào khác cũng đáng để chúng ta tìm hiểu không? Nếu bạn nghĩ rằng cõi cực lạc là đích đến duy nhất, thì hôm nay bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng còn một cõi tịnh độ khác cũng vô cùng đặc biệt trong Phật giáo. Đó chính là cõi tịnh độ lưu ly của Phật Dược Sư, một thế giới nơi mọi bệnh tật và khổ đau đều được chữa lành và những nguyện lớn của Ngài mang lại nhiều điều kỳ diệu cho chúng sinh. Phật Dược Sư, hay còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, là một trong những vị Phật quan trọng và đặc biệt trong Phật giáo. Ngài được biết đến như một biểu tượng của y học, sức khỏe và sự chữa lành, với bổn nguyện cao cả là cứu độ chúng sinh khỏi tất cả các trọng bệnh phiền não về thân và tâm, đồng thời giải thoát họ khỏi vòng sinh tử khổ đau. Tên gọi Dược Sư có nghĩa là người thầy thuốc, và Lưu Ly ám chỉ sự tinh khiết và thanh tịnh. Quang Phật biểu thị ánh sáng trí tuệ và từ bi của Ngài. Ánh sáng của Phật Dược Sư được mô tả là trong suốt và hoàn toàn thanh tịnh, như lưu ly, phản ánh sự thanh tịnh trong tâm và bổn nguyện của Ngài. Chuyển sang một khía cạnh quan trọng khác, chúng ta có Kinh Dược Sư, còn được gọi là Dược Sư Bổn Nguyện Kinh, là một trong những kinh điển quan trọng trong Phật giáo, ghi lại những nguyện lớn của Phật Dược Sư và mô tả chi tiết về cõi tịnh độ của Ngài. Kinh này không chỉ là nguồn tài liệu chính để hiểu rõ về cõi lưu ly, mà còn cung cấp hướng dẫn về cách tu tập để được sinh về cõi tịnh độ này. Cõi tịnh độ lưu ly của Phật Dược Sư là một thế giới hoàn hảo và thanh tịnh. Theo Kinh Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh, cõi này nằm ở phương Đông, cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà xa Phật độ. Cõi lưu ly được bao phủ bởi những vật liệu quý giá như lưu ly, và mọi cảnh vật ở đây đều toát lên sự thanh tịnh và hoàn hảo. Đây là một thế giới nơi mọi bệnh tật và khổ đau đều được giảm thiểu, và các chúng sinh có cơ hội học hỏi và thực hành để đạt được trí tuệ và giải thoát. Kinh Dược Sư mô tả rằng, cõi tịnh độ của Phật Dược Sư được trang trí bằng những viên lưu ly rực rỡ, ánh sáng phát ra từ các viên lưu ly này, làm cho mọi thứ trong cõi này trở nên trong suốt và thanh tịnh, phản chiếu sự hoàn hảo và yên bình. Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá 12 nguyện của Phật Dược Sư. Phật Dược Sư, với lòng từ bi vô hạn, đã phát ra 12 nguyện lớn, mỗi nguyện đều thể hiện sự cam kết của Ngài trong việc cứu độ chúng sinh khỏi mọi khổ đau và đưa họ đến sự an lạc. Bây giờ, chúng mình đi chi tiết về từng nguyện. 1. Nguyện về ánh sáng minh mẫn. Khi thành Phật, Phật Dược Sư hứa rằng ánh sáng từ Ngài sẽ chói sáng hơn ánh sáng mặt trời, chiếu sáng mọi nơi. Ngài cam kết rằng sự hiện diện của Ngài sẽ giúp các chúng sinh trong những nơi tối tăm nhận được sự khai thị và dẫn đường, thoát khỏi sự mù mờ và vô minh. 2. Nguyện về vô lượng phương tiện trí tuệ. Phật Dược Sư sẽ đầy đủ vô lượng phương tiện trí tuệ, giúp chúng sinh có được những món thọ dụng cần thiết cho cả thân và tâm. Ngài cam kết cung cấp tất cả những gì cần thiết để các chúng sinh có thể tu hành và đạt được sự hoàn hảo. 3. Nguyện về chuyển hóa đạo học. Phật Dược Sư phát nguyện rằng, bất kỳ chúng sinh nào theo tà đạo sẽ được chuyển hướng về chánh đạo. Ngài cam kết rằng, những người lạc lối trong các tà đạo, tức là các con đường sai lầm hoặc thiếu chính xác trong việc tu học Phật Pháp, sẽ được dẫn dắt trở về con đường đúng đắn của Phật Pháp. Đồng thời, Ngài cũng cam kết rằng, những hàng nhị thừa sẽ được hướng về nhất thừa. Đây là điểm quan trọng mà chúng ta cần làm rõ. Nhị thừa. Trong Phật giáo, nhị thừa gồm hai loại tu hành chính. Thinh văn. Những người này đạt được sự giải thoát cá nhân thông qua việc lắng nghe và học hỏi giáo pháp từ Phật. Họ tìm kiếm giác ngộ bằng cách tiếp thu giáo lý và thực hành theo những gì đã học. Duyên giác. Những người này đạt được giác ngộ thông qua sự quan sát và nhận thức chân lý một cách tự mình, không cần sự giáo hóa từ Phật. Họ tự tu tập và giác ngộ mà không truyền dạy giáo pháp cho người khác. Nhất thừa. Ngược lại, nhất thừa đại diện cho con đường của Bồ Tát. Đây là con đường mà Phật Dược Sư mong muốn tất cả chúng sinh theo đuổi. Con đường nhất thừa không chỉ nhằm đạt được sự giác ngộ cá nhân, mà còn bao gồm việc phát triển lòng từ bi và trí tuệ,
để giúp đỡ tất cả chúng sinh đạt được giác ngộ. Con đường này bao gồm việc tu tập Bồ Tát hạnh, trong đó các Bồ Tát không chỉ tìm kiếm sự giải thoát cho bản thân mà còn cống hiến để giúp đỡ tất cả chúng sinh đạt được sự giải thoát. 4. Nguyện về sự hoàn hảo. Dù phạm giới, nếu có chúng sinh theo giáo pháp của Ngài mà tu hành, thì dù có phạm giới, chỉ cần nghe đến tên Ngài, họ sẽ trở thành thanh tịnh và không xa vào ác đạo. Ngài cam kết giúp họ hoàn hảo hóa hành vi và tâm hồn. 5. Nguyện về sự chữa lành bệnh tật. Nếu có chúng sinh bị bệnh tật, thân thể yếu đuối hay khiếm khuyết, chỉ cần nghe tên Ngài và niệm danh Ngài, họ sẽ được khỏi bệnh và trở nên khôn ngoan và tốt đẹp. Ngài phát nguyện giúp đỡ tất cả những người đang chịu đựng đau đớn về thể xác và tinh thần. 6. Nguyện về sự giúp đỡ đối với những người cùng khổ. Phật Dược Sư cam kết sẽ giúp đỡ những người không có thân thuộc, nghèo khổ, ốm đau mà không ai giúp đỡ. Chỉ cần họ nghe đến tên Ngài, họ sẽ được an lành và sự giúp đỡ từ người khác, cùng với việc chứng đạo Bồ Đề. 7. Nguyện về sự giúp đỡ đối với những người cùng khổ. Phật Dược Sư cam kết sẽ giúp đỡ những người không có thân thuộc, nghèo khổ, ốm đau mà không ai giúp đỡ. Chỉ cần họ nghe đến tên Ngài, họ sẽ được an lành và sự giúp đỡ từ người khác, cùng với việc chứng đạo Bồ Đề. 8. Nguyện về sự thăng tiến đối với các nữ nhân. Ngài phát nguyện rằng các nữ nhân thường bị khinh rẻ và thấp kém, nếu nghe được tên Ngài sẽ từ bỏ thân nữ nhân và được thành tướng trượng phu. Điều này giúp họ vượt qua những khó khăn trong việc chứng quả. 9. Nguyện về sự thoát khỏi ma đạo và ác kiến. Phật Dược Sư cam kết giúp các chúng sinh thoát khỏi vòng ma đạo và các kiến thức sai lầm. Ngài sẽ dẫn dắt họ về chánh đạo và giúp họ tu Bồ Tát hạnh để nhanh chóng chứng đạo Bồ Đề. 10. Nguyện về sự giải thoát khỏi các hình phạt. Nếu có chúng sinh bị pháp luật trừng phạt, trói buộc, đánh đập hay giam vào ngục tối, chỉ cần nghe đến tên Ngài, họ sẽ được giải thoát khỏi mọi hình phạt và đau khổ. 11. Nguyện về sự cung cấp thực phẩm và an lạc. Những chúng sinh bị đói khát, cầu ăn mà tạo nghiệp dữ, nếu nghe tên Ngài và chuyên niệm thọ trì, Ngài sẽ cấp cho họ món ăn đầy đủ và sau đó giảng pháp để giúp họ tu hành và đạt được an vui. 12. Nguyện về sự cung cấp y phục và sự bảo vệ. Ngài phát nguyện giúp những chúng sinh nghèo khổ không có áo mặc, bị muỗi mòng chích đốt và chịu đựng khổ sở vì nóng lạnh. Nếu họ nghe tên Ngài và chuyên niệm thọ trì, Ngài sẽ đáp ứng những nhu cầu về y phục và hương, giúp họ thoát khỏi khổ đau. Như vậy, các nguyện của Phật Dược Sư không chỉ tập trung vào việc chữa lành bệnh tật, mà còn bao gồm nhiều khía cạnh khác của đời sống. Đây là những lời cam kết mạnh mẽ, nhằm mang lại an lạc và giải thoát cho chúng sinh. Để được tái sinh vào cõi tịnh độ của Phật Dược Sư, các Phật tử thường thực hành những phương pháp tu tập đặc biệt, nhằm đạt được sự thanh tịnh trong tâm trí và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh về cõi tịnh độ. Tụng niệm kinh Dược Sư. Tụng niệm kinh Dược Sư là một trong những phương pháp quan trọng nhất để tiếp cận và cầu nguyện Phật Dược Sư. Việc tụng niệm đều đặn giúp chúng ta nhớ về nguyện lực và lòng từ bi của Ngài, đồng thời làm thanh tịnh tâm trí, loại bỏ các phiền não và chướng ngại. Trì chú Dược Sư là việc niệm câu chú đặc biệt liên quan đến Phật Dược Sư, với câu chú thường được sử dụng là Tayata Om Bekbekatse Mahabekatse Bekatse Raja Samungate Svaha. Câu chú này giúp Phật tử tập trung vào hình ảnh và phẩm hạnh của Ngài, đồng thời gia tăng sự kết nối với Phật Dược Sư. Tu tập các pháp hành Bồ Tát. Việc tu tập các pháp hành Bồ Tát cũng rất quan trọng. Điều này bao gồm việc phát triển lòng từ bi, trí tuệ và các phẩm hạnh cao quý khác theo gương của Phật Dược Sư. Thực hành các hạnh nguyện của Bồ Tát sẽ giúp nâng cao phẩm hạnh của chúng ta và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh về cõi tịnh độ. Hành thiện và tích lũy công đức. Thực hành các hành thiện và tích lũy công đức là cách giúp làm sạch nghiệp chướng và gia tăng phước báo. Việc làm thiện, cúng dường, giúp đỡ người khác và thực hành các pháp lành sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc cho việc tái sinh vào cõi tịnh độ. Những phương pháp tu tập này không chỉ giúp làm thanh tịnh tâm trí, mà còn tạo điều kiện để được sinh vào một thế giới nơi bệnh tật và khổ đau không còn tồn tại. Việc thực hành chân thành và kiên trì sẽ giúp chúng ta gần gũi hơn với Phật Dược Sư và đạt được sự giải thoát trong tương lai. Cuối cùng, Đức Phật Dược Sư là một trong vô số chư Phật có quốc độ và hạnh nguyện riêng của mình.
Ngài không chỉ là biểu tượng của sức khỏe và sự chữa lành, mà còn là hình mẫu của trí tuệ và từ bi trong việc chăm sóc chúng sinh. Các quốc độ và hạnh nguyện khác của các vị Phật cho thấy rằng, ngoài cõi cực lạc của Phật A Di Đà, còn nhiều cõi tịnh độ khác cũng đáng để chúng sinh tìm hiểu và hướng đến. Ngài được tôn kính trong nhiều truyền thống Phật giáo và thường được cầu nguyện để chữa lành bệnh tật và giảm bớt khổ đau. Ngài có đầy đủ thập hiệu như Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Giang Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Hôm nay, chúng ta đã cùng nhau khám phá về cõi tịnh độ Lưu Ly của Phật Dược Sư. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về giáo pháp của Phật Dược Sư và cách để tu tập để hướng về một thế giới thanh tịnh và an lành. Cảm ơn các bạn đã nghe hết podcast này. Chúng mình hy vọng rằng bạn đã thu nhận được nhiều thông tin hữu ích về cõi tịnh độ Lưu Ly của Phật Dược Sư. Nếu có gì cần bổ sung và góp ý, đừng quên để lại bình luận cho chúng mình và cả những người khác cùng học hỏi với nhé. Biết ơn vì bạn thích nội dung này và chia sẻ cho nhiều người, công đức ấy xin phép được hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Ngoài cõi tịnh độ Lưu Ly của Phật Dược Sư và cõi cực lạc của Phật A Di Đà, còn một cõi tịnh độ khác cũng rất đặc biệt mà nhiều người đã từng nghe hoặc đọc trong các bản kinh, đó là cõi trời Đâu Xuất, nơi Đức Phật Di Lặc đang cư trú. Câu niệm Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật gợi ý về cõi này. Chính vì vậy, chúng ta sẽ cùng khám phá cõi trời Đâu Xuất và những điều đặc biệt của Đức Phật Di Lặc trong các tập podcast sau. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.